Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và trong quá trình đi thu hái thuốc, mình bắt gặp được một cái loại cây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loại cây thuốc quý này. Ở khu rừng này, mình bắt gặp được một cái cây ưng bất bạc mọi người. Nó rất là lớn. Đây mọi người này. Cây ưng bất bạc mà lớn bằng tầm này thì giờ cực kỳ là hiếm gặp mọi người. Nó đã có khoảng hàng trăm năm rồi. Cây này nó cao gần 50 mét rồi mọi người. Thân của nó. Nó có hình dạng giống như con rồng mọi người. Uốn lượn rất là đẹp. Đấy. Ưng bất bạc này nó là một cái cây thuốc rất là quý mọi người. Đối với những cái người mà bị bệnh gan thì đây là một cái cây thuốc cực kỳ là quý luôn. Cây này thân của nó đã rất lớn mọi người này. Đấy, đây thân của nó khi về già đấy mọi người này thì gai rất là nhiều và những cái gai rất là lớn. Cái phần sắc nhọn này khi về già thì nó gãy mọi người này. Chỉ còn lại cái ù sạt thịt nữa thôi, sạt thân nó phình to ra. Còn những cái cây mà lớn thì rễ của nó rất là lớn mọi người này, rễ của nó rất là vàng, đấy. Vàng như nghệ luôn mọi người này. Nhưng rễ rất lớn, cái này có một cái đặc điểm đó, rễ của nó mọc ngang mọi người, còn cái gốc của nó đây, đấy. Gốc của nó cũng rất vàng, nhưng rễ rất là lớn mọi người này, rễ của nó lớn bằng bắp chân rồi mọi người này, cực kỳ lớn luôn. Và rất là dài, nó bò ngang. Cây này hôm nào mình sẽ đưa về nhà trồng để ký tâm gửi mọi người. Tâm gửi đầu trên cái cây ưng bất bạc này mọi người, nó lại càng quý hơn. Còn lá của nó thì ở trên cao mọi người. Hôm nay trời mưa cho nên mình không muốn leo lên. Với lại trong kênh của mình cũng đã có một video nói rất chi tiết về cái ưng bất bạc này. Ngày hôm nay mình gặp cây này, mình chủ yếu lưu lại hình ảnh của nó vào trong kênh để làm kỷ niệm, bởi vì cái dạng của nó cũng rất là đẹp mọi người. Còn công dụng của cái cây ưng bất bạc này thì nó dùng để chữa viêm gan, xơ gan, ung thư gan, mụn nhọt mẩn ngứa. Trong cả cái bài về mụn nhọt, đinh nhọt, rồi viêm gan, xơ gan, ung thư gan là người ta hay dùng cái cây này mọi người này. Và đặc biệt là tâm gửi ký trên cái cây ưng bất bạc này thì nó càng quý hơn. Nó cũng dùng để thì đinh nhọt, nọng trong, viêm gan, xơ gan, ung thư gan, rồi xương khớp. Rất là tốt. Nói chung đây là một cái cây thuốc đã dùng rất lâu đời mọi người. Và đã được tổ tiên chúng ta kiểm nghiệm rất là chính xác. Đây là một cái vị thuốc rất quan trọng cho những cái người bị bệnh gan. Và bây giờ mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cái thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.